mong một lần team em được lên sóng. Chỉ để sâu team nữa thì sâu thì có gì đâu. Đội hình khá VIP 3.000 tỷ. À, nhu cầu của bạn chủ nick đấy là anh build cho em team Liver. Và bạn ấy có 700 tỏi anh em ạ. 700 tỏi. Rồi, team Liverpool. Và trong team mà chưa có gì cả. Chưa có con Liverpool nào cả. 700 liệu có được không? Ui, mấy cũng được. Mấy cũng được. Quan trọng là làm sao cho nó tối ưu nhất thôi. Chúng ta sẽ tìm Michael Owen. Bản này nó không đá Owen là một tội ác. Owen có khả năng tự đi tìm bóng anh em nhá. Chọc kiểu gì nó cũng chạy được. Thế mới kinh. Torres gọi Owen bằng cụ. Torres gọi Owen bằng cụ. Ui, giá lên 360 rồi. Ngày trước có 150. Giờ lên 360 rồi. Michael Owen tự đi tìm bóng. Thôi giá tiền này thì chắc là chỉ mua được Owen này thôi anh em ạ. Owen home ground cộng 5. Đánh dấu thu hoạch vào đây. Chứ mua con Owen 300 thì tiền build những con khác là hơi khó. Tỷ số 111 mà thể lực 98 ấy. Gì cái này là chỉ số thể chất không ạ? Game nó dịch sai thôi. Cái bộ dịch thuật của FIFA 24 này nó cũ lắm rồi. Cái này là thể chất. Thể chất thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều chỉ số, ví dụ như là sức mạnh, quyết đoán các thứ thì nó sẽ build vào thể chất. Cái này cái chỉ số thể chất này gọi là chỉ số vật lý này. Thể lực người ta 107 thì anh em cứ bịa thôi. Là em thì em sẽ xúc luôn Icon 5. À, đúng là người con mà hệ nhiều tiền. Tư vấn quá khét. Torres quá đắt luôn. Torres đá làm sao bằng Owen. Bản này Torres làm sao bằng Owen được mà lại đắt hơn như vậy. Fernando Torres. Ui, con Torres này để tôi xem. Torres home ground là cũng tạm được. Con này con CF3 hơn nhau có một lương thôi. Con CF3 nó hơn khá nhiều. Chả biết sao tôi này thì ngon nhưng mà nó lại đắt quá. Đắt quá thì thôi. Salah phiên bản chân 4 chân 5 là cũng ổn. Uầy, con Salah này mà mua được giá này thì chẳng ngon quá. Nhưng mà không có anh ạ. Salah TI. Salah này 185. Salah 22. Không có người bán. Thật tiếc cho Salah là FIFA 24 nó lại khá trọng những con. Con Salah mà FIFA truyền thống nó là top ghi bàn luôn anh ạ. Nó top ghi bàn luôn đấy. Nhưng mà sang bên này thì nó lại. Nếu mà Mo Salah thì chỉ mua cái cỡ gọi là LH cho nó rẻ. Liverpool tuyến giữa thì không thể thiếu Zera được anh em ạ. Steven Zera. Zera LN. Zera home ground. Quá không ngó luôn ạ. Thích giá hôm ra kinh thế. Zera này 12. Con LH với lại con LN. Chân 4, chân 5. LH nó vẫn ngon anh ạ. Em rẻ cần. Con em rẻ cần một F3 thì nó to cao. Giá nó khá rẻ. Nhưng nó không có hàng. Cái quan trọng nhất là nó không có hàng. Trong khi con em rể cần kia tốc độ hơi phè. Diego Jota thì cũng được nhưng mà nó là cái lựa chọn sau con Mane. Con Mane trước anh em. Van Dijk không thể thiếu được. Van Dijk đang đánh dấu con Van Dijk TS giá 1 lít cũng được mà. Van Dijk TS giá 1 lít là cũng vẫn được. Van Dijk World Cup giá 40. Tôi nghĩ là đầu tư con World Cup thôi đủ rồi. Không lẽ không có tiền build cái khác. Đầu tư con World Cup là khá ngon rồi. 40. Trung vệ còn lại. Tôi tiến cử con Konate. Konate mùa 21. Bú luôn. Hơi đắt nhưng mà bú luôn. Konate khỏi phải chấm điểm rồi. Văn Đại. Văn Đại 40. Bú luôn. Không mua tí có người khác mua mất. Mất cầm.
Rồi, con Văn Đại 19U cộng 8 có 50 nữa. Văn Đại 19U, thôi lỡ mua rồi em. Không sao. Cầu thủ yêu thích Mo Salah, à, Salah mình cứ để đấy nhá. Steven Gerrard thì tôi để 46 tỷ đi. Anh em có lòng anh em nhả cho phát. Em rể cần mua min thôi anh em ạ. Em rể cần là anh em bán đi. Yêu luôn. Tôi đang rất là đắn đo con Michael Owen. Con này thực sự ngon. Nhưng mà giá nó cao quá. Tôi cứ đặt tạm này. Đặt tạm xem mình còn bao nhiêu tiền. Tính Mo Salah là đắt vãi. Một tiền đạo thế đủ rồi. Rồi chúng ta sẽ xem con Kenny Dalglish nào. Nói thế thôi chứ Dalglish cũng vẫn là một con ngon. Dalglish LN còn không có hàng mà mua G399 ạ. Đắt chết chữ đạn. Ồ không có hàng mua King Dalglish. Dalglish thì xài được. Mané nào. Mané World Cup. Ô không có hàng. Mané được nha. Mané mùa 22. Mané 22 này. Thế trung bình siêu sao 3 chỉ số ẩn. Tốc độ 112. Khá là cơ bản. Xoáy dây bóng khéo léo thăng bằng phản ứng. Lấy bóng cắt bóng. Đánh đầu. Sức mạnh. Đều được cả. Mané đều được cả. Nhưng mà bị cái là chân 4 chân 5. Tiếc nhờ. Ồ con Mané MC không có luôn. Đấy MC không có luôn anh em ạ. Rồi cay nhờ. Con Mané là một con rất đáng xài ấy à. Hàng được đấy. Mà bây giờ nó không có hàng. Phải làm sao. Giá tương đối rẻ. Giá tương đối rẻ. Chân 4 chân 5. Vẫn được. Con này vẫn được. Tôi nghĩ là cũng có thể đầu tư. Tôi sẽ đặt giá 45 tỷ. Đấy, ông nào có cứ giả đây. Mã này vẫn được. Diogo Jota. James Milner thuận hai chân nhưng lại không hay lắm anh em. Bởi vì nó không thực sự đặc biệt ở bất kỳ một cái điểm nào. Jota là một cầu thủ có kỹ năng chơi game đủ để làm vận động viên. Ồ, không có hàng luôn. Không có hàng, không sao. Shaqiri. Zlatan Shaqiri. Đang xả bố em 21 nhưng vấn đề là bạn ấy đâu có đủ tiền để bú hàng đây này, xả này em này, 5 lít. Phải nồi. 5 lít. Tiền đâu mua. Chân 4 chân 5 Shaqiri. Shaqiri mùa này có 18 củ thôi. Shaqiri mùa này có 18 củ. Con Shaqiri này giá này đắt quá anh em ạ. 113 mà giá này đắt quá. Con này thì đá ngon. Con này được cái là lực sút ổn. Sút xa chọn vị trí tạm tạm. Sút xoáy dây bóng khéo léo thăng bằng. Đấy con này thì ok. Con này nếu mà so với con E21 thì nó hay hơn kha khá. Hay hơn kha khá luôn. Nhưng mà nó đắt quá. Rồi tôi cứ gọi là cho một dấu sổ thủ vặt vào đây. Mình có thêm một option. Đấy là con Shaqiri này thì rẻ quá. Back to back thì giá 1 lít. Có Luis Suarez nhưng mà lại không có mùa ngon đâu anh ạ. Cay. Ô ba lô. Alo 1 lít này. Alo 1 lít. Con này thì châu bò. Nhưng mà chạy chậm. Sẽ không hợp với meta này lắm đâu. Torres với lại đấy thì nó đắt quá thôi. Em đang phân vân Rooney có nên đổi từ The Moment về lại Cần Thường không? Không em ạ. Rooney nó ai Moment nó hơn hẳn đấy. Như vậy tiền đạo cánh của Liverpool thì nhiều con ngon nhưng mà mình lại chưa mua được hàng. Trung tâm thì cũng có hai con rồi, CB thì mua được rồi. À tiền vệ phòng cầu thủ LBRB nào. LBRB của Liverpool. Ra tôi không đánh giá cao con Arnold lắm. Nhưng mà nếu có mùa rẻ thì vẫn bú. Có mùa rẻ thì đớp. Đắt thì thôi. Ôi, vẫn phải tìm đến James Milner rồi.
James Spinner được cái thuận hai chân của Vitia Ultra của Úp 3 lít. Nghỉ đi. Nghỉ. Robertson, à đây Andrew Robertson đây rồi. Nãy mình không biết đây. Giá này quá rẻ rồi. Em chỉ số phòng ngự rồi. Phòng ngự 87. Giá này quá rẻ rồi. À còn rồi chứ. Giá này thì không phải lăn tăn James Miner thì... Giá này là bố của cùi bắp rồi, không cần lăn tăn làm gì cả. Đúng rồi, chữ VG đúng không? Đây à, nó phải có VG. Vinaldum. Bố em. Ủa, MC, không có hàng. Con này tốc độ không cao lắm. Quan trọng là giá nó rẻ anh em. Nếu mà chơi con Vinaldum này thì mua con Arknon ngon hơn. Mua Arknon ngon hơn anh em. Fabinho thì nó đắt lắm. Fabinho ở chân 5, chân 2 nhưng mà nó dính cái team Calorian vào cho nên là giá của nó rất là cao. Con này giá tiền nó không có tương xứng. Con Owen là đáng ngon hơn là con đấy nhá. Con Torres này đấy anh em ạ. Owen Icon. GK thì từ từ, GK chắc không ai tranh đâu. Elliot cộng 5 giá có 1 tỷ này. Mua mẹ. Mua cho nó dày đội hình. Chả mất gì mà. Con này, có nên mua không ta? Nhìn nó lởm quá. Mua về lương tận 21. Cũng chả mấy khi cho nó dùng. Chân 4, chân 5 cũng được mà. Yeah. Mất cái gì đâu, giá này thì phải bố của bèo rồi. Mua luôn. Robbie Fowler ok nha, Robbie Fowler đã ok đấy. Nathan Clyde này, Nathan Clyde ép hàng luôn. Chốt cầu. Joe Matip tốc độ bao nhiêu? 95 quá chậm, nghỉ. Ian Rapp, Atlet, Mo Salah. À, Salah này giá tận 100. Raheem Sterling, Diego, Jordan Henderson. Vinaldum FA giá có 9 đồng rồi. Chân 4, chân 5. Con này giá có 9 đồng thì mua cũng được. Cho nó dày đội hình cũng được. Giá nó không phải là quá đắt. Mua được. Itmanen. Con Thiago 21 giá cũng được nha. Firmino chân 4, chân 5. Bỏ. Cavani. Ui, kiếm được con này ngon này. Luis Diaz có hàng ngon quái đâu. Thiago thì nó có cái mùa ấy thôi, mùa U của nó mới là mùa ngon anh ạ. Mùa U này nó có cái lực sút nó tốt này, lực sút với sút xa này nó tốt này. Đây, con Thiago U này mới là con ổn này. Chứ còn mấy con kia lực sút sút xa nó yếu lắm, không có tạo ra được cái đột biến gì ấy. Nó đã bé rồi. Mình lại còn đi mua cái mùa vớ vẩn không ổn. Ví dụ con này anh em thấy không, mặc dù nha chỉ số tổng quát của nó 104 nhưng mà sút xa với lực sút của nó rất là thấp này, trong khi đó là con này rẻ lương hơn rất nhiều. Đây ra lực sút này, mua là phải mua con U21 đây này. Vấn đề là nó không có hàng ấy. Darwin Nunez không phải là một con tệ nha. Trong FIFA Online 4 nó không phải là một con tệ nào đáng được. Nó là tiền đạo thì đủ rồi, vị trí hậu vệ thôi. Hậu vệ tôi có chút phân vân thôi. Trung vệ của Liverpool còn gì nào? Matip thì chậm này. Fabinho thì vừa chậm vừa đắt. Van Dijk mình có rồi. Van Dijk với Konate mình có rồi. Carragher bỏ luôn anh em, bỏ luôn. Nghỉ. Ông nào cứng thế nhỉ? Đẩy giá. Trong trường hợp mà không mua được con Owen giá rẻ là tôi bú con Torres xe 3 cộng 8 yếu. Torres nó yếu nhưng mà nó lại hôn. So với con Nunez thì Torres nó vẫn đỉnh hơn nhiều. Và Owen là đỉnh nhất đúng không? Owen là đỉnh nhất, bản này là phải Owen. Giá này thì cũng không có gì phải lăn tăn lắm. Chỉ số ẩn bệnh viện ạ. Đặt cái 10 đồng.
đặt cái 10 đầu. Rồi bây giờ hậu vệ biên của Liver. Hậu vệ biên của Liver. RB lương 15 ngon à? RB lương 15 ngon, Kyle Walker. Ôi giời ơi, vấn đề là nó lại không có hàng không ạ. Carragher nó cũng đáng hàng. Thế con cùi bắp như con Carragher mà nó còn khó mua. Chả lẽ là phải mua con dâu Gomez này. Insua lúc nãy vừa lướt qua rồi nó không có hàng. Cũng sắp đủ ấy mà. Anh em mình lượn lòng vòng cũng sắp đủ đấy. Đức cao thì nó được nhưng mà nó lại thoạt chân nhưng mà nó không có hàng. 3 chân 5, không có chỉ số ẩn. Các mùa của Đức cao như nhau. Được đúng một mùa có hàng. Gapo. Gapo thì hơi ngu. Cody Gapo thì hơi ngu. Giáo sư Dazzle có biết đâu, có biết đấy kìa. Strobolai. Tôn có cản tà bóng và ném xa. Minole này bắt cũng khá là ổn đấy nha, không phải cùi đâu anh em ạ. Minole một VTR còn được ạ. Nếu bây giờ tôi nhả con Owe này nhá, không mua con Owe này mà tôi lấy con Torres chẳng hạn thì tiền nó thừa bữa, đầy tiền. Torres thì nó cũng được thôi nhưng mà nó không hay bằng con Owe được. Chắc là phải chấp nhận vậy. Owe đéo nhả thôi, đéo mua nữa. Hay nhưng mà đéo nhả đéo mua nữa. Mua Owe nữa là đẹp rồi. Đéo ai nhả luôn. Owe mà lên moment 255 là chắc bài luôn đéo. A few moments later. Đi mua phôi nó thì quá tội. Đã không có tiền rồi lại còn đi đập thẻ. Có mày nhót. Quá rét tiền đâu mà mua, limit rồi. Cái vấn đề đấy là ít tiền. Nãy giờ nick tôi xúc con OM rồi chứ tôi xúc con Torres gì. Torres thì cũng được, Torres cũng được. Thôi rồi, trong lúc này đi copy sơ đồ đội hình cái. Đấy. Em rể cần Zera, Văn Đại, Konate rất là ổn rồi. Giờ chỉ cần có một tiền đạo đầu tàu gánh team nữa thôi. Mọi người ơi, bán đi mà. Owen mọi người ơi. Giờ con Owen về là đẹp. Owen về thì Salah xuống cánh, Owen đá cắm. Đấy, hậu vệ biên thì mình có thể là cho con xoay tua Vinaldum. Sakho với lại là Miner, thế được rồi. Ổn quá rồi. Huấn luyện viên nào, bố Henriksen nào. Bây giờ tôi chỉ chờ mấy con Owen về thôi. Tôi thích con Owen nhưng mà cuối cùng nó lại là con tôi không mua được. Không nào bán Owen nhả đi. Đêm khuya thanh vắng rồi. Sau khi đã được tôi build rồi thì nick này nó phải lên được tập huyền thoại. Đấy, nó không thể như này được. Cái đéo nào nó lại như này. Xin quả sân vận động Old Trafford như này nó quá hết nước chấm luôn. Quả sáng luôn. Rồi, xa lạ. Pick Nando to like. Torres à, cái gì sợ ngay. Anh em không thấy tôi cho Zidane mặc áo tuyển Ý à? Tôi cho một cái Messi mặc áo Chile luôn đấy chứ. Zira mà mặc áo MU đã là rồi. Nhưng mà bây giờ không chôn Messi được nữa, hắn vô địch thế giới bây giờ hết cái để chôn rồi. Hắn còn vô địch Copa luôn rồi. Full là bộ giáp của Messi bây giờ nó full option rồi. Không làm gì nữa. Cay thật. Cái file, em đưa file đúng không hả Huy? Tí nữa rồi anh đã làm luôn thế. Làm việc cứ phải chờ người này người kia nó khó chịu thật ý. Ui dồi, Fernando Torres đánh vào đầu khét thế nhờ. Đừng trêu Messi nữa em buồn.
đang bảo bây giờ Messi là bá đạo rồi, chê làm sao nổi. Em không thấy chương trình talk show của anh trên FPT à? Anh ấy khen Messi hết lời. Anh không thích Messi, nhưng mà cái gì nó đúng vẫn là đúng thôi. Messi nó khủng quá, nó hay quá, mình không thể phủ nhận tài năng của Messi được, nhưng mà mình không thích vẫn là không thích anh em ạ. Ờ, phải trúng cột. Ơi giời. Zone 3. Trời. Cứ trong tình huống đối mặt, Hugh Rombon phát là thủ môn bị điểm huyệt, sút. À, hay. Ồ, pha này được bạn là chọc khe à, bấm chọc khe à? Ô đội bạn đá nó còn hay hơn tôi. Quả này tôi còn đéo biết bấm nó gì. Hay. Hay à, quả truyền cột 2 hay à. Chắc là bấm chọc khe nhưng mà nhìn đường bóng mượt đấy nhở. ZA, ZA làm sao nó lại đá bằng mũi chân được. Steven Zeza. Đừng để anh Phước biết, không là anh Phước lại làm thật. Ơ! Cái thằng Torres. Nào. Anh em thấy không? Bây giờ những cái đường truyền mà đang đứng ở vị trí CM nha, cái vị trí này này, truyền xuôi xuống dễ ăn vãi. Game không phải xoạc thôi. Hay quá. Nope. Tuyệt vời. Cristiano Ronaldo. Chân trái luôn. 5 minutes later. Ta-dam. Vera. Đến những đồng BP cuối cùng thì Michael Owen cũng đã về với tôi. Lớp du. Tiền đạo bây giờ có quá nhiều rồi. Owen này. Mane, Salah, Torres. Đấy. Tiền vệ Joko, Zonban. Các thứ là ổn quá rồi. Mượt rồi anh em ạ. View lại một lần đội hình. Đội hình bạn ấy đưa mình 700 tỷ. Mình mua xong thì nó ngót đi. Nó còn lại 686. Thật được. Chứng tỏ là mình mua nó cũng không bị dính giá ảo mấy. Tất nhiên là mua vội thì nó cũng mất một tí tiền. Canh min thì được thêm tí nhưng mà thời gian không cho phép anh em ạ. Chỉ được đến thế thôi. Bị đá, bị đá. Phong độ đỏ lòm nên lại biết đá. Nào thì Owen ạ. Owen. Owen cũng là một người của MU. Tuyền, anh không đỡ ghi bàn. Sadio Mane trong những bàn thắng dễ dàng nhất cho sự nghiệp quân chống sở chưa. James Miner. Tài năng trẻ. Gì vậy Owen? Gì vậy? Tôi đã chờ đợi cả buổi tối để đưa anh về. Làm gì vậy? Tất cả là do Miner. James Miner, anh đã làm không đúng chỉ thị. Torres, Torres cũng đờ luôn rồi. Zira, Van der Sar đẩy hết. Ngay vừa là Zone Ban. Lại là Zone Ban. Tắt. Yes. Không vào. Còn Arno này có thể cho về đá trung vệ nếu cả. Trời. Fernando Torres không chỉ đẹp trai, anh còn là cây ghi bàn chính. Mau lên ghê nhở. Mane. Đường truyền của Mane. Đường tạt của Arnold. Ô cái đẹp đấy. Anh em đã chơi choạc ấy chưa? Đẹp quá Mane. Ô.
James Miller. Chứ không phải là Torres đâu nhỉ. Chà. Cứ hưu rôn bồn xong sút. Cái sơ đồ này là mới build cho anh em cho bạn ấy thôi. Gần 7 lít. Gần 7 lít này là ok rồi. Còn Torres nó chiếm hơn 1/3 giá rồi. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.